Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm giữ gần 200 chủng loại với gần 2.000 mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm gồm dầu gội đầu, son môi, đồ làm tóc, kem dưỡng da. Không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của sản xuất và cơ quan cung cấp. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì hầu hết số mỹ phẩm này đều có dấu hiệu được làm giả theo các mỹ phẩm nổi tiếng có thương hiệu trên thị trường hiện nay như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Mỹ, v.v. Chủ kinh doanh là Từ Thị Thanh Đại, không xuất trình được giấy phép kinh doanh. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã nhận được nhiều phản ánh của nhân dân trên địa bàn. Có một số đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi tổ chức đưa các mặt hàng mỹ phẩm giả vào thị trường thành phố Đà Lạt và khu vực lân cận để tiêu thụ. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức các lực lượng theo dõi, mật phục mới phát hiện và bắt giữ cơ sở kinh doanh này. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chưa đến 7 giờ sáng, nhưng trước cửa phòng khám Từ Thiện Tuệ Tĩnh đường Linh Quang đã có khá đông người ngồi đợi để được khám bệnh. Đúng 7 giờ 15 phút sáng, các y bác sĩ và cộng tác viên của phòng khám thực hiện nhanh chóng việc giao ban, phân chia nhiệm vụ để bắt tay vào việc khám chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Phòng khám hiện có 5 y sĩ chịu trách nhiệm khám bệnh, kê đơn thuốc, 3 cộng tác viên chịu trách nhiệm hỗ trợ bốc thuốc và chăm sóc bệnh nhân, cùng với hàng chục tình nguyện viên khác. Hàng ngày đều hăng hái đến phụ giúp các y sĩ chế biến, phơi và xào thuốc.